10 giờ rồi mà vẫn chưa thèm vác xác về. Sao cha mãi không về thế nhỉ? Hay cha lại say rượu quá không về được? Ngủ ở nhà người ta rồi à mẹ? Khuya rồi còn không biết đường về nữa. Đấy, nhìn cha con mà học. Sau này lấy vợ, đừng có đi uống rượu như thế, nghe chưa? Mẹ yên tâm, con ghét nhất là rượu. Không hiểu sao cái thứ nước vừa cay vừa đắng thế mà người ta cũng thích được mẹ nhỉ? Chẳng hiểu các ông ấy nghĩ cái gì nữa. Uống rượu vào, chỉ làm khổ vợ con. Gớm nhỉ, còn nhà anh nữa đấy. Sau này mà nhiễm cái thói rượu chè là tôi cho ở ngoài luôn. Giơ tay lên tận cõi non bồng y, chúc hai đứa mình tìm mộng đào nguyên y. Phải nói là chưa có một bữa nào ăn lại ngon như hôm nay. Tuy nó đơn sơ nhưng mà lại đầy ý nghĩa. Con có được miếng nào đâu mà biết nó ngon hay không. Dìu ông đến trẹo cả người đây ạ. Mẹ con bà chưa ngủ à? Sao đợi tôi làm gì? Ông chỉ biết sướng cái thân ông thôi. Ông nghĩ tôi ở nhà ngủ được đấy. Tôi đã bảo từ chiều là tôi đi uống rượu rồi còn gì. Lần sau ông đi uống rượu ấy thì ngủ luôn ở đấy đi, đừng về nữa. Thì là tôi lo cho mẹ con bà phải thức khuya chờ đợi đây. Cũng không có lần sau đâu. Ông thích đi đâu thì đi, uống đến bao giờ thì uống, mặc xác ông. Ôi, cha mẹ đi ngủ đi, con buồn ngủ lắm rồi, con phải giường đây. Hôm nay ông ngủ ở ngoài đi, đừng vào đây nữa. Xoài, lấy cho cha cốc nước. Nước đây cha. À, cha cứ ngủ ngoài này, hay vào phòng con ngủ đi cho mẹ nguôi giận. Ờ, cha ngủ ngoài này cho thoáng. Thằng nào dám tát phụ ông? Thằng nào? Con vỗ con muỗi ạ. Bây giờ cha ngủ ngon, không lau muỗi đốt nữa. May mà có thằng Xoài, không hôm nay á, muỗi để cho mình bị bọn muỗi khiêng đi mất đấy. Sâu rượu cần gì phải man. Bà ấy định làm gì ấy nhỉ? Muỗi đâu? Vào đây mà hút máu tên sâu rượu này. Ôi giời ạ, à, vợ mới chẳng còn, ác hơn con tê giác. Cho chưa cái tội uống rượu khuya này. Muỗi thế này thì ngủ làm sao được. À, bà ấy không nỡ để muỗi vào đốt mình. Nghĩ thông suốt rồi. Biết ngay, chỉ để cái mau giận, mau nguôi. Muỗi vào đủ rồi, phải khâu lại, không nó bay ra hết. Cứ ở trong đấy đốt no bụng đi nhá. Gã này nhiều chất, cứ hút thoải con gà mái đi. Mụ vợ hiểm thật, quyết truy sát đến cùng. Mụ vợ, ta hận, ta hận. Ây! Phú ông với chả phú eo à? Chỉ giỏi đi uống rượu là nhanh. Lần này á, cho chưa cái thói đi bù khú rượu chè về khuya đi nhá. Bao nhiêu lần mình nói mãi mà vẫn cứ trơ trơ ra. Chứng nào tật ấy. Hôm nay á, bắt ngủ ở ngoài, bà lại còn dám mắc màn à? Đừng hòng mà ngủ yên với bà nhá. Bà cho cả đàn muỗi vào nó thịt ông. Ây! Này thì ngủ làm sao được cơ chứ. Giờ ta mới biết mụ vợ của ta đã ác, lại còn thâm nữa. Đã cắt thủng màn cho muỗi bay vào rồi, lại còn khâu màn lại nhốt chúng trong này. Chiêu này á, quả thật đến cụ của cụ tổ ta sống lại á, cũng chưa chắc đã nghĩ ra được. Ui. Ừ.
Cha, cha bị làm sao vậy? Cha rét quá. Sao người cha, mặt cha toàn mụn đỏ vậy? Chắc cha bị sốt xuất huyết rồi. Ui, lạnh. Cha bị sốt xuất huyết rồi. Ông bị sao thế? Tôi lạnh lắm. Người nổi đầy mẩn đỏ, bị sốt xuất huyết rồi. Tôi thấy người mệt lắm. Mẹ ơi, cứu cha đi. Làm mình cũng vừa có người mới chết vì sốt xuất huyết đây. Tại tôi mà ông ra nông nỗi này. Lần sau tôi sẽ không bắt ông ngủ ở ngoài nữa đâu. Nhưng mà từ sau ông đừng có bỏ vợ bỏ con đi uống rượu về khuya là được. Tôi là tôi lo cho ông lắm ý, nên mới giận như vậy. Thôi ông cố chịu đi đến thầy lang nhá. Tôi mệt lắm, chắc không đi nổi nữa đâu. Chắc là sắp... Ông đừng nói nữa, nếu ông có mệnh hệ nào thì tôi cũng đi cùng. Bây giờ tôi sẽ gọi người mang cắn khiêng ông đi đến thầy lang. Thì ra là bà thương tôi, thế mà tôi cứ tưởng bà ghét tôi nên mới để cho muỗi cắn. Tôi mới là người có lỗi. Tôi hứa từ sau tôi sẽ không đi uống rượu về khuya nữa, không để bà phải lo lắng sốt ruột nữa. Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Nóng giận quá nên dại dột nhất thời. Mà dại dột quá. Tôi mới là người có lỗi. Đấy, yêu nhau lắm chứ chẳng đùa đâu. Cứ có hoạn nạn mới hiểu nhau cơ. Sao mắc màn rồi mà vẫn có muỗi nhỉ? Bà ấy làm đây, bà ấy vẫn không chịu tha thứ cho cha. Muỗi đốt quá, chẳng ngủ được. À, con có cách này giúp cha. Có thể mẹ hai sẽ hết giận đấy. Cách gì? Khổ nhục kế cha. Sáng mai cha giả vờ bị sốt xuất huyết nhá. Bây giờ con sẽ chấm mực đỏ, tạo nốt đỏ cho cha. Liệu có được không? Sợ bà ấy biết lại to chuyện. Cha yên tâm đi, sáng mai cha cứ quấn chăn giả sốt. Còn đâu á, cứ để con. Ờ, thế thì được. Đấy nhá, cha thì bớt rượu đi, mẹ hai thì bớt nóng giận đi, là gia đình mình luôn được hạnh phúc.